Kính chào anh chị nhà đầu tư, em là Hoàng. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất nằm tại là ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Lô đất của mình có thổ cư rất là khá, tiếp giáp mặt tiền đường nhựa lớn liên xã, nó liền xã Long Giang với xã Long Khánh, khu vực đông dân cư, gần trường học, gần chợ, gần cây xăng và ủy ban nhân xã. Và lô đất này là lô đất chính chủ, anh chị nếu quan tâm và thích phù hợp tầm tài chính của mình thì mình có thể làm việc qua chính chủ qua số điện thoại là 03271 460887 là anh Sơn đã thể hiện trên màn hình ha. Và cái hướng này là về chợ Cao Su nè anh chị, hay còn gọi là chợ Long Giang. Hướng này là về Ủy ban nhân xã Long Khánh. Tuyến đường này tuyến đường nhựa lớn ha anh chị. Rồi, bây giờ trước khi đi vào review chi tiết, em sẽ cho anh chị xem sổ ngày hôm nay. Trên màn hình của mình là sơ đồ trích lục thửa đất tổng thể luôn nha anh chị. Có thể hiện thông tin rõ ràng vị trí lô đất của mình nằm tại ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Lô đất của mình thì cách chợ Cao Su, một trong những chợ rất là nổi tiếng về thị trường bất động sản ở vị trí này, là chỉ khoảng độ 1,5 cây số thôi. Và về Ủy ban nhân xã Long Giang là khoảng 2,5 cây số. Và về trung tâm thị trấn Bến Cầu là khoảng 12 cây. Về thành phố Hồ Chí Minh là 75 cây nha anh chị. Tổng diện tích lô đất của mình là 1.075,6 m², có 300 m² thổ cư rất là giá trị, còn lại toàn bộ là đất trồng cây lâu năm. Để anh chị hình dung rõ hơn, em sẽ zoom lại cái phần sơ đồ đất cho anh chị xem ha. Đây đây là cái hình dạng thửa đất rõ ràng ở bên ngoài thực tế cũng như là trên sổ này anh chị. Thì anh chị đã thấy được á, là vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 theo sơ đồ trích lục thửa đất nè. Tiếp giáp mặt tiền đường nhựa của mình kéo dài đến 38,8 m, rất là dài ha anh chị. Một cạnh dài vào là 20,89 m nè. Còn một cạnh bên kia sát hàng rào của người ta là nó dài đến 29,01. Mặt hậu đất của mình nó sẽ nở ra là 41,2 m ha. Đấy, thế đất tiếp giáp mặt tiền đường nhựa nhiều mà lại còn nở hậu nữa nha anh chị. Em xin nhắc lại tổng diện tích lô đất của mình là 1.075,6 m² và trong đó có 300 m² là đất thổ cư, còn lại toàn bộ là đất trồng cây lâu năm, nằm mặt tiền đường nhựa liên xã, nó liền xã Long Giang, xã Long Khánh, khu vực đông dân cư, quy hoạch đất hồng toàn bộ ha anh chị. Rồi, đó là tổng thể về thông tin của thửa đất này cũng như là hình dạng thửa đất. Mọi thông tin chi tiết anh chị làm việc qua chính chủ qua số điện thoại là 03271 460887 gặp anh Sơn làm việc. Rồi, bây giờ mình sẽ review thực tế nha. Đây là phần mặt tiền, bắt đầu từ vị trí này, kéo dài sang đây là 38,8, cạnh này dài xuống là 20,89, mặt hậu nở ra là 41,2 và cuối cùng cạnh này sát hàng rào kéo dài lên là 29,01 hay gì. Đó là tổng thể và chiều dài của bốn cạnh lô đất này, rất là rõ ràng ở ngoài thực tế luôn nha. Bắt đầu từ cái ranh này thì có một cái khung sắt nè anh chị, để thể hiện nhô lên chưa kịp đổ trụ ha. Đó, mình sẽ kéo dài vào cái đích hàng rào ngay ở cái ụ gò mối là 20,89. Mặt tiền của mình từ đây kéo dài đụng đến hàng rào, em cũng sẽ bước đi cho anh chị xem luôn, là 38,8 mét ha. Đó, anh chị cố gắng nắm rõ được cái diện tích của mình. Một tí cuối clip em sẽ báo cái giá để anh chị có thể cân đối được tầm tài chính ha. Bên đây thì đã có cái ranh hàng rào rõ ràng rồi anh chị. Xét với ngân nhà người ta là hết 38,8 m. Mặt tiền rất rộng và thông thoáng ha anh chị. Xe cộ lưu thông 24 trên 24. Còn từ vị trí này nè anh chị, kéo dài theo hàng rào xuống là 29,01 m ha. Đây, tới vị trí này là hết 29 m nè. Cặp bên trên nhà. Còn cạnh này sẽ nở hậu ra là 41,2. Ở đây thì nhà cửa tứ phía luôn nha anh chị. Khu vực rất là đông dân cư. Và lô đất này thì phù hợp với anh chị nào có nhu cầu á, mua để xây nhà, lập thêm một mảnh sân vườn để sinh sống ở nơi đây. Vị trí của mình thì cực kỳ đắc địa rồi. Em xin nhắc lại là nó gần trường học, gần chợ, gần ủy ban, gần tất cả các trung tâm tiện ích, dịch vụ cần thiết cho cuộc sống. Ngoài ra thì thổ nhưỡng rất là tốt để mình có thể lập vườn cây ăn trái ở bên khoảnh đất còn lại. Ví dụ như mình xây cái nhà bên cái phần mà 29 mét á, thì cái phần 20 mét còn lại mình có thể lập vườn
tại thế đất của mình cũng khá là rộng ha. Còn ngoài ra đầu tư để phân lô thì lô đất này cũng sẽ rất là phù hợp. Anh chị cân đối tầm tài chính của mình thôi, thì lô đất này mình đã được phủ hồng hết rồi, vô tư để mình có thể sẽ lô ha. Mặt tiền là 38,8 nè, cạnh này dài xuống là 20,89. Để em đi hết cái phần ranh này cho anh chị xem ha, kế bên cái khoảnh đất và căn nhà này đó, đi xuống tới cái ụ gầu mối ngay cái trụ B40 này là anh chị đó, là đã hết 20,89 rồi. Còn cái mặt hậu của mình nó sẽ nở ra là 41,2 tới cái mí hàng rào. Mặt bằng đất thông thoáng anh chị, vì đang hơi thấp hơn mặt tiền được một xíu, anh chị mua về cải tạo thì có thể đổ đất vô thêm. Đó đó là tổng thể về thông tin lô đất chính chủ ngày hôm nay em đã quay cho anh chị xem hoàn tất. Bây giờ thì bắt đầu từ vị trí lô đất, em sẽ đưa anh chị ra ngoài chợ cao su cho anh chị xem lại được cảnh quan khu vực ở đây như thế nào ha. Xin nhắc lại một lần nữa thì anh chị làm việc chính chủ qua số điện thoại trên màn hình là 03271 460 87 gặp anh Sơn làm việc. Đây, mình chạy chỉ còn khoảng độ 300 m nữa thôi là đụng ngay đường nhựa liên xã luôn, nói liền xã Long Giang và xã Long Phước. Tuyến đường này thì quy hoạch lộ giới 30 m ha. Đây, quẹo sang trái là về xã Long Phước, quẹo sang phải là về chợ Cao Su, hay là gọi ngã ba Cao Su để về đường 14C và đường DT786. Bây giờ thì em xin thông báo cái giá mà hiện tại anh Sơn đang kêu bán toàn bộ lô đất này với tổng giá trị là 2 tỷ 500 triệu. Giá này thì còn thương lượng với anh chị. Anh chị nào đã tham khảo được thực tế về cái hình dạng thửa đất rõ ràng và ra thì cân đối phù hợp tầm tài chính, có thể liên hệ anh Sơn trực tiếp để mình có thể làm việc lô đất này. Đây là trường tiểu học Long Giang nè anh chị. Còn trước mặt mình là ngã ba Cao Su. Đây là chợ Long Giang. Bên phải là cây xăng Petrolimex. Tiếp tục chạy liền ra đường DT786 thì ngoài đó có một cái chợ nhỏ và cũng như là Bách Hóa Xanh, đầy đủ tiện ích nhu cầu cuộc sống của mình. Xin nhắc lại giá bán là 2 tỷ 500 triệu, thương lượng chính chủ, làm việc qua số điện thoại là 03271 460 87 gặp anh Sơn chính chủ để làm việc ha. Thì đến đây em xin tạm dừng video. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video về nhà và đất tiếp theo trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Anh chị cũng không quên là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em càng ngày càng phát triển hơn ha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.